Cô trước giờ chia xa và gia đình ông vui ở Điên Đông dành tới cổ phút mặc niệm bắt đầu. Gia đoạn sơ nước gia đình xin trân trọng đón tiếp. Thương chúc hòa hoàn kính nguyệt cụ, hãy kể tâm dành tới cụ phút mặc niệm bắt đầu.
gia đình con kính xin cảm ơn với gia bản xây nước gia đình xin trân trọng đón tiếp. Thư vong linh hồn ông, thư đại gia đình tăng kỳ, ông ấy đã cũng đã thông danh hết trọng ông ấy, mà trọng cây buôn đất xanh tươi bòi bể, suối vàng nơi ấy xa xôi tỉnh trung giang giờ không về sao nay, nhưng tôi vô hạn bệnh biệt nghĩa thông gian nay chia xa bên nhớ, bài đại gia đình con cháu ông bà hiền là tình nghĩa thông gia với ông, dành tới nghĩa thông gia phút mặc niệm bắt đầu. Là tình cảm bạn đồng bố với ông bè trưởng Nam Cầu Bù về dâng hương kính viếng xin trân trọng kính mời. Linh hồn của thư toàn thể tăng đề, cô ta cũng đặt một thời từ vô ngăn sang
lung linh tỏa sáng tự hào vinh quang. Hôm nay trong tối thương đông, nhang trần quái kiện lặng sâu nghĩa tình. Nhớ thương vĩnh viễn khổ tàn thế đi xa. Và đợt đây với anh em hồi đồng hố tháng 4 năm 81, với ông về người con trai của cụ, tinh tôn giải tươi cụ phút bằng điểm bắt đầu. Thế đi xa mà cho cô đặt tình cảm bạn với chỉ ngược người con dâu của cụ dành tới cụ phút mặc niệm bắt đầu. Một gia đình tam quyến xin cảm ơn của đoàn gia và đủ nước gia đình xin trân trọng đón tiếp. Gia đình vô chủ xin cảm ơn về chỗ ra bàn khách chia nước gia đình xin trân trọng đón tiếp. Tiếp theo trân trọng rất nhiều lần đối với cuộc tình cảm anh em bạn với mình về con trai của cụ để biết lo cháu nhà trưởng thành và hoan hương tình viếng xin trân trọng kính mời. Lời tưởng nhớ vĩnh biệt cổ tà thế đi xa, toàn đánh đông dành tới cổ phút mặc nghiệp bắt đầu. Có năng trở về và thắp hương quý cổ xin trân trọng kính mời. Bệnh viện cổ và đàn em với con nằm bộ doanh nghiệp trẻ huyện Thanh Việt dành tới cổ phút mặc niệm bắt đầu. Ông đi để lại bao người nhớ thương, tưởng nhớ vĩnh biệt nghĩa thông gia nay chia xa bên nhớ, và gia đình ông bà sở là tình nghĩa thông gia, để biết do ông sát đại diện triều đại, này tới ông nhà phúc bằng điểm bắt đầu. Nhân giờ vĩnh biệt, chúng tôi trân trọng đón đoàn vào dân lễ. Bền trưởng nam của cụ và gia đình của ông so giờ này có toàn nhân xin được trở về trước đài hương gặp ngồi dân nhân ông toàn nhân vĩnh biệt. Chúng tôi trân trọng đón đoàn vào dân hương kính lễ. Nhất bao năm chung cháu lại chung con, song nghĩa tình gia giáo vẹn tròn về chung. Hôm nay về trước đài hương cổ, dương phần nhang tấu đến tận cửu trùng, mong cổ về minh chứng cho nghĩa tình thông gia. Lễ viếng tiếp theo chúng tôi trân trọng đón mời đoàn lễ viếng gia đình thông gia đến từ quê hương Mỹ Hào. Giờ này do bà Đông làm trưởng đoàn về dương hương kính viếng, xin trân trọng kính mời. Thank you.
và thấy tư vong linh hồn đủ tư toàn thể tăng đình có tin buồn đến với gia chung tuần hương kính viếng vong vàng nhớ thương với kiệt đủ và đã đem biếng danh đầu triều đàn để trong giải cho bộ phước mặc niệm bắt đầu. Cổ đã đi rồi, mà sao cứ thấy bồi hồi con tim. Tưởng nhớ biết biệt cổ, đoàn tính đông giải tới cổ phút mặc niệm bắt đầu. Và thứ tư bông đinh hồn cổ, thư các cổ các ơn các bà, không toàn thể và con nhân dân trên tuy như đẹp nhà. Cô ấy chung cảnh chung con chung các cháu tình bạn tình đời nghĩa thông gia hôm nay trong thánh thương đông trở thân tả mắt lặng sâu nghĩa tình thương cái bộ hoàn bệnh viện nghĩa thông gia nay chia xa biển dương tình mời đại gia đình con cháu cổ dưỡng là tình nghĩa thông gia với cổ đêm viên do bà rõ đại diện dành tới cổ phước mặc niệm bắt đầu. Điện nhâm thâm thuê đời tiến biển chúc cụ về trong giấc ngủ ngàn thu mong thuê đời gia đình xin điện đế với anh em gia bản xưa chiều uống nước gia tăng xin trân trọng đón tiếp và nói đời đa đà. Gia đình trang kịp, cô ta đúng là quê hương tình nghĩa lập xôn mà trong dòng sáng tỏ hồn về tâm linh. Được được với biệt cổ nhà nay đã chia xa về nhớ yêu thương mời bà con xóm đông dành tới cổ phút mặc niệm bắt đầu. Toàn thể tăng đình cô ta đúng nào một thời kể nhớ kể thương một thời nó trắng vẫn vương sân trường bây giờ xin từ bất ơn ngờ đâu nhạc khổ vạn bình ra đi thưa các vô hạn vĩnh biệt cụ tả thấy đi xa vừa đã nên biết hồi đồng ngôn khoa học tám tư năm bảy là tình cảm bạn đồng ngôn với ông bằng người con rể của cụ tính tâm dành tới cụ phước bằng niềm bắt đầu. Chung một nỗi đi về cùng chung giải đất nhà kể bên nhau
Hôm nay trong nỗi sầu thâm, nhan trầm quái quyền lặng sâu nghĩa tình. Nhân thương vĩnh biệt cô tạm thế đi xa, mời nhau trong đoàn nhạc tăng cử nhập đề. Xin kính mời đến đây quý bà con cô bác sáng đỡ tắt đèn xóm đê an nông. Mối quan hệ với gia đình con gái lệnh của cụ dành tới cổ nhà phốt mạng niệm bắt đầu. Ông linh hồn cụ tuy toàn thể tăng nữ, cô thật đúng là thông gia với con của cụ thì cũng là con, mà cũng hiếu cũng trung nghĩa vương trọn. Cụ nay theo gót người thiên cổ tuần đương kính viếng lệ trùng sang. Nhưng thương vĩnh biệt cụ rước giờ biệt ni, mà là nơi biến tình nghĩa thông gia với gia đình ông bà thao gái rể của cụ dành tới cụ phốt mạng niệm bắt đầu. Và bí thư bông linh hồn của thưa đại gia đình tăng quyền, ta nơi ai nằm nơi nơi biệt đi, để cho gia đình mất đi một người. Từ nay Nam Bắc nơi nơi, về đây tưởng nhớ tới người đi xa. Tôi thưa vĩnh biệt cụ trước giờ biệt đi, và là nếu biếu bà con trên trại Hùng Sư, dành cây của nhà phốt mạc niệm bắt đầu. Thưa đại gia đình tăng quyền, cô ta đúng là thông gia nghĩa trọng cổ ư, nỗi buồn thăm hỏi tối nâu chia cùng. Như thường vĩnh biệt nghĩa thông gia nên đã mãn phận chia xa biến như. Mời đại gia đình con cháu cổ phái ở An Nông là tình nghĩa trọng tây vương đất sách tươi mời về với cụ, dành tới cụ phốt mạc niệm bắt đầu. Nhớ thương cụ cỏ kênh xào xạc, mà cá xuống sao mặt nước chiều đầy, đau thương khó nói thành đời. Dương hương viếng cụ sẻ chia lối sầu, tương tư vĩnh biệt cụ tả thế đi xa. Xin kính mời đặt nếp viếng các cháu là tình cảm anh em của bác Phi, dành tới cụ nhà phút mạng niệm bắt đầu. Cho nhẹ nhàng ra đi thấy cổ ơi, cô đi để lại bao người nhớ thương. Về đây thắp một tần hương chúc cô yên nghỉ song song chia buồn. Tương tư vĩnh biệt cổ trước giờ chia xa, mà gia đình con cháu cổ thuật nên viếng gió ông văn trưởng đàn, để tâm dành tới cổ phốt mạc niệm bắt đầu. Thank you.
hữu thư mong linh hồn cụ tuy đã gia đình tan biệt, cô đã đúng là quê hương tình nghĩa là lặng sông, mà đã làm cái nghĩa là sông cái tình, mê mang nước chảy theo dòng, cõi hương đang cuộn trần vọng hờ tan, cúi đầu trên cõi dương gian tâm hình còn đỏ, xin ghi tạm lòng, nhớ được vinh biệt cụ trước giờ chia xa, mà là nếu biết bà con trong xóm, nếu biết giúp ông tuệ trưởng đàn. Đứng trước đại nghe thở dì cù, tính tâm dành tới của nhà phút mặc điên bắt đầu. Tăng nhận tin cụ ngay vội từ đường về quy nơi tiên tổ. Buổi tối ngày hôm nay trở về đây bên chân dung phủ là tình cảm của ông Khương, ông Đích ở Hữu Trung, là bạn với ông Lực, người con rể của cụ. Lòng thành kính trở về dân hương hoa tiền kiến, xin trân trọng kính mời. Tang lễ trân trọng giới thiệu đoàn viếng các cháu Trường, Trinh, Hinh, Tình, ông Điều, ông Trường, lòng thành kính trở về dâng hương hoa viếng cụ, xin trân trọng kính mời. Trân trọng giới thiệu đoàn viếng gia đình ông Hoạch, đoàn do ông Hoạch đại diện trưởng đoàn có hôn lễ trở về dân tuần hương viếng cụ, xin trân trọng kính mời. Ở trong nhà hơi nến tỏa, nghẹn ngào ngoài cửa khói nhang bay. Giờ này ban tang lễ trân trọng giới thiệu đoàn viếng hội đồng niên 1963 cùng ông Bền, người con trai của cụ, đoàn do ông Hoa đại diện trưởng đoàn, lòng thành kính trở về dâng hương hoa kính viếng, xin trân trọng kính mời. Đời soi tấm gương trong của người, rồi mai nắng rồi mưa tuôn, năm trong mười ngóng mà chẳng thấy cụ đâu. Thường tiếc vĩnh biệt thân phụ của ông Bền ra đi không còn nữa, mời hội đồng niên 1963 để tâm dành phút mặc niệm bắt đầu. Cần nhận được tin thân phụ bạn nay đã từ trần, hương lễ về đây lòng thành kính cúi đầu bái biệt trước anh linh. Thường tiếc vĩnh biệt cụ nhà trước lúc đi xa, mời các ông để tâm dành phút mặc niệm bắt đầu. Và đời tình làng nghĩa xóm xung quanh, nhận tin cụ mất đến nhà viếng thăm. Giờ này ban tang lễ trân trọng giới thiệu đoàn viếng của bà con xóm vượt, đoàn do ông Minh đại diện trưởng đoàn, lòng thành kính trở về dâng hương hoa kính viếng, xin trân trọng kính mời.